Chào các em. Hôm nay chúng ta đến với cái bài toán tìm điểm thuộc đường thẳng. Và đi kèm với nó là bài toán điểm cắt. Chúng ta thấy là khi mà điểm nằm trên đường thẳng á, thì cái đường thẳng đó mấy em biết nó dưới dạng phương trình tham số. Vậy bao giờ chúng ta có là điểm nằm trên đường thẳng thì điểm đó có tọa độ là phụ thuộc vào ẩn t. Chúng ta còn gọi là quá trình tham số hóa tọa độ điểm t. Tham số hóa tọa độ điểm a. Thế thì chỉ cần mình thêm một cái điều kiện gì đó nữa liên quan đến đường thẳng, liên quan đến điểm, thêm một cái điều kiện nữa của đề là mình sẽ thiết lập ra một phương trình theo t. Rồi từ đó mình giải ra tìm t thôi. Về điểm trên đường thẳng là rất là dễ hiểu, rất là đơn giản, tức là nó nằm trên đường thẳng thì tọa độ nó phụ thuộc vào một ẩn. Đấy. Cả hành độ, tung độ và cao độ luôn để phụ thuộc vào một ẩn. Thế thì trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ chuyển từ bài toán điểm cắt qua cái điểm nằm trên đường thẳng thế này. Cái dấu hiệu rõ nhất là thấy là trong cái đề nó có cái từ cắt. Đó là ví dụ như là D cắt delta, tức là hai đường thẳng cắt nhau. Hoặc là D cắt mặt phẳng alpha, tức là đường cắt mặt. Rồi xong thỏa thêm cái điều kiện gì đó nữa. Đấy. Thì cứ nhắm ngay cái chữ cắt đó là mình suy ra cách làm bài. Ta gọi cái giao điểm đó là điểm A. Đó. Gọi cái điểm cắt đó là điểm A. Điểm A đó thuộc vào cái đường nào mà nó có phương trình rồi. Ví dụ như đường thẳng D có phương trình rồi. Thì suy ra tọa độ điểm A nó chính là phụ thuộc vào một ẩn T. Đó. Cứ có cái từ cắt là mình có cái từ gọi giao điểm. Ví dụ đây là gọi A là giao điểm của D với delta. Đó. Hoặc là ví dụ đây gọi A là giao điểm của D với alpha. Đó, từ đó suy ra tọa độ điểm A. Rồi tất nhiên là ngoài cái điều kiện cắt này ra thì người ta phải cho mấy em thêm một cái điều kiện nữa để mấy em tìm ra được T mới tìm ra được bài. Được chưa? Rồi bắt đầu. Thì đi vào bài số 1. Tìm trên đường thẳng D. Có phương trình tham số là x bằng 3 trừ 2t, y bằng t, z bằng 1 cộng 3t. Tìm trên đường thẳng D này điểm A điểm M cách điểm A một khoảng bằng 3. Thì bài toán nó phát biểu rõ rồi. Điểm M nằm trên D giải ha. M thuộc D cho nên suy ra tọa độ điểm M phụ thuộc vào ẩn T. Hoành độ sẽ là 3 trừ 2T, tung độ T, cao độ 1 cộng 3T. Điểm M cách điểm A một khoảng bằng 3 có nghĩa là độ dài MA bằng 3. Vậy chúng ta tính vectơ MA hay là AM gì cũng được. Vectơ AM lấy M trừ đi A. Vậy là trừ 2T, T, 1 cộng 3T. Đúng không? Như vậy thì độ dài AM bằng 3
tương đương với lại a m bình bằng 9, tương đương với lại a m là căn bậc 2 thì bình phương lên để mất căn, em như vậy là bình 4 t bình cộng với t bình cộng với 1 cộng 3 t bình bằng 9. Chúng ta chuyển vế đưa về phương trình bậc 2 ẩn là t. Như vậy là 9, 1, 10, 14 t bình cộng 6 t, 1 trừ 9 trừ 8 bằng 0. Như vậy ta giải ra được hai giá trị t, t bằng trừ 1, a trừ b cộng c bằng 0 đúng không em? Một nghiệm bằng trừ 1, một nghiệm bằng trừ c chia a, 8 phần 14 tức là 4 phần 7 đúng không? 2 4 phần 7 đúng rồi. Như vậy suy ra với t thứ nhất thay vào ta tìm được điểm m, gọi là điểm m1 trừ 1 5 trừ 1 trừ 2. Với t thứ hai thì thay vào được điểm m2, 4 phần 7 nhân 2 là 8 phần 7, 21 trừ 8 13 phần 7, 4 phần 7, 4 phần 7 nhân 3 là 12 phần 7, 12 cộng 7 19 phần 7. Rồi. Như vậy ta đã tìm được tọa độ điểm m nằm trên đường thẳng ghe thỏi đề. Đây. Đây. Được nhau các em. Ta sang bài số 2. Chúng ta đến với bài số 2. Số 2 giùm em. Cho hai đường thẳng D1 và D2 có phương trình tính tắc. Hãy tìm điểm M thuộc đường thẳng D1, điểm N thuộc đường thẳng D2 sao cho MN song song với mặt phẳng B và song độ dài MN bằng căn 2. Vậy là thấy điểm mà thuộc vào đường thẳng thì đường thẳng đó em phải viết ngay dưới dạng phương trình gì? À, phương trình tham số, đúng không? D1 và D2 mấy em phải viết ngay dưới dạng phương trình tham số. Rồi, như vậy thì cái đường D1, M thuộc D1, N thuộc D2. Vậy là M này mình sẽ tham số hóa nó, tọa độ theo biến là M nhỏ. N này mình sẽ tham số hóa tọa độ nó theo biến là N nhỏ. Người ta cho MN song song với mặt phẳng B. À, khi mà MN song song với mặt phẳng B thì vector MN vuông góc với vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Vậy ta có được một phương trình, đúng không? Vậy là ở đây có hai ẩn M và N mà, thì mình phải có hai phương trình. Phương trình thứ nhất nãy thầy nói đó là MN vuông góc với lại vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Phương trình thứ hai đó là độ dài MN bằng căn 2. Tính độ dài đoạn MN ra theo M nhỏ và N nhỏ. Vậy ý tưởng như này thôi. Vậy ta có này, phương trình tham số của D1 là chúng ta đặt ba cái anh này bằng T, hả? Đặt bằng T. Vậy là X bằng T, Y bằng T, Z bằng 2T. Đấy. Vậy ta có là điểm M thuộc vào D1. Vậy điểm M sẽ có tọa độ là gì? M nhỏ. Thầy thích đặt cái chữ M chung với điểm M này để nó gắn liền với cái điểm dễ nhớ. Rồi Y thì bằng M nhỏ luôn, Z là 2M nhỏ. Mấy em không thích mấy em ghi chữ T cũng được, không sao nha. Tiếp tục, phương trình tham số của D2, đặt ba cái anh này bằng T phẩy. T phẩy X bằng trừ 1 trừ 2 T phẩy, Y bằng T phẩy, Z bằng 1 cộng T phẩy. Vậy điểm N thuộc vào D2 thì điểm N sẽ có tọa độ là gì? X sẽ bằng trừ 1 trừ 2N, Y sẽ bằng N, Z sẽ bằng 1 cộng N.
Được chưa? Tiếp theo chúng ta có MN, như nãy đã nói, song song với mặt phẳng B thì nó sẽ nhận vuông góc với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B. Vậy chúng ta tính vectơ MN đây này, là lấy N trừ M trừ 1 trừ 2N trừ M, N trừ M, 1 cộng N trừ 2M. Rồi tiếp, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B, NB bằng vectơ pháp tuyến, nó chính là 1 trừ 1, 1. Đấy, được chưa các em? Như vậy ta có hệ phương trình sau đây. Thôi ta làm từ từ đi nha. MN vuông góc với lại MN song song với mặt phẳng B, cho nên suy ra vectơ MN vuông góc với vectơ NB tương đương với lại là vectơ MN nhân vectơ NB bằng không. Rồi nhân lại tương đương tiếp, hoành nhân hoành trừ 1 trừ 2N trừ M trừ 2N trừ M cộng tung nhân tung, có chừng nhìn nhầm không em, tung nhân tung là thành trừ N cộng M cộng cao nhân cao là 1 cộng N trừ 2M bằng 0. Được chưa? Đây rút gọn đi em, trừ M trừ M hết, đúng không? Trừ N trừ N hết, trừ 1 cộng 1 hết luôn. Vậy còn lại là trừ 2N trừ 2N trừ 2M bằng 0. Như vậy ta ra một cái phương trình, đó là N bằng trừ M, N bằng trừ M. Cái điều kiện tiếp theo là chúng ta có độ dài đoạn MN bằng căn 2. Chúng ta viết lại vectơ MN, bởi vì lúc này N nó bằng trừ M mà. À, mình thay vào đây, N nó bằng trừ M. Như vậy thay vào nó ra là gì? Trừ 1 N bằng trừ M, tức là cộng 2M, cộng 2M trừ M, chỗ này là thành là cộng M. Trừ M trừ tiếp M là thành trừ 2M, trừ M trừ 2M là trừ 3M. Rồi, như vậy thì độ dài MN bằng căn 2, tức là MN bình bằng 2, tương đương bình cộng lại M trừ 1 bình cộng 4M bình cộng 1 trừ 3M bình bằng 2. Được chưa các em? Tới đây chúng ta khai triển ra, rút gọn, ta sẽ tìm được M. Có M thì mình tìm được N. Vậy tương đương tiếp, M bình trừ 2M cộng 1 cộng 4M bình cộng 1 trừ 6M cộng 9M bình bằng 2. Như vậy mất luôn 2 rồi, 9, 10, 14M, 14M bình trừ 2, trừ 6, trừ 8M bằng 0. Như vậy ra M bằng 0, hoặc M bằng 2 phần 4 phần 7. Đúng chưa? M bằng 0 thì dẫn tới N cũng bằng 0. Rồi M bằng 4 phần 7 thì N bằng trừ 4 phần 7. Rồi, như vậy ta có hai điểm M và hai điểm N. Với cái cặp điểm M thứ nhất và N thứ nhất thì ta có điểm M1, N1. Đó là 0, 0 thay vào. Vậy điểm M sẽ là 0, 0, 0. Điểm N sẽ là trừ 1, 0, 1. Đó là ứng với cặp MN thứ nhất. Cặp MN thứ hai, đó là 4 phần 7 với trừ 7, trừ 4 phần 7 thay vào. Như vậy là 4 phần 7, 4 phần 7, 8 phần 7. M2 nha, 4 phần 7, 4 phần 7, 8 phần 7.
Rồi. Điểm N2 trừ 4 phần 7 cộng 8 phần 7 trừ 1 là 1 phần 7. Trừ 4 phần 7 cao độ là 3 phần 7. Rồi. Người ta đã tìm được điểm M và điểm N, thỏa đề. Đó là những bài toán tìm điểm nằm trên đường thẳng nha mấy em. Tiếp theo bài số 3. Chúng ta tiếp theo, chúng ta đến với bài số 4. Cho hai điểm A 302, điểm B 121 và đường thẳng D x trừ 1 chia 3 bằng y trừ 2 bằng y chia trừ 2 bằng z cộng 1 chia 1. Bài toán yêu cầu tìm điểm y thuộc đường thẳng D sao cho module của vector IA cộng vector IB đạt giá trị nhỏ nhất. Bài toán đây cũng là một bài toán tìm điểm nằm trên đường thẳng. Thì chúng ta phải viết phương trình đường thẳng dưới dạng phương trình tham số. Vậy phương trình tham số của D là x bằng, chúng ta đặt cái này bằng t, x bằng 1 cộng 3t. Y bằng, đặt cái này bằng t thì đó là trừ 2t. Z bằng, đặt cái này bằng t thì đó là trừ 1 cộng t. Thế bây giờ điểm y nó nằm trên đường thẳng D. Vậy điểm y sẽ có tọa độ là 1 cộng 3t trừ 2t trừ 1 cộng t. Điểm y. Người ta yêu cầu tính vector IA cộng IB và lấy độ dài. Độ dài đó phải đạt giá trị nhỏ nhất. Chúng ta tính cái tờ IA là lấy A trừ đi Y. Lấy A trừ đi Y, như vậy là 2 trừ 3T. 0 trừ đi, vậy là 2T. 2 trừ đi là 3 trừ T. Tiếp tục tính cái tờ IB. Lấy B trừ trừ Y, 1 trừ đây là 0 trừ 3T. 2 trừ đây là 2 trừ 2T cộng 2T. 1 trừ cho trừ 1 là 2 trừ T. Đúng không? Vậy từ đây thầy suy ra được vector IA cộng vector IB bằng cộng lại thôi mấy em. Như vậy là 2 trừ 6T. 2 4T cộng 2. 5 trừ 2T. Đó là vector IA cộng vector IB. Từ đó chúng ta tính được độ dài IA cộng IB, module của IA cộng IB là bằng căn bậc 2. Đặt cái biểu thức này là T nha. Như vậy là T bằng căn bậc 2 tổng bình phương, đúng không? Tổng bình phương 2 trừ 6T bình cộng cho 4T cộng 2 bình cộng cho 5 trừ 2T bình. Rồi chúng ta khai triển ra như vậy bằng 6 bình phương lên là 36. 36 với 4 là 40. 40 với 4 16 là 56T bình. Tiếp 12, 22. Ủa? 12 nhân 2 nữa là trừ 24. Trừ 24T. Chỗ này là 16T. Chỗ này là trừ 20T. Đúng không? Như vậy là trừ 28T. Đúng chưa? Rồi. Chỗ này 4. 4 là 16. Ủa? 4 với 4 là 8. 8 với lại 25. 8 với 25 là bằng 8 với 25 là 33. Rồi. Ở tới đây người ta yêu cầu là giá trị gì mấy em? Giá trị nhỏ nhất. Thì mấy em có thể đưa về dạng bình phương rồi cộng với một hằng số dương.
Còn không có thể dùng máy tính cũng được. Máy tính nó cũng có chức năng đi tìm tìm nghiệm, rồi xong rồi suy ra được cái min cái max. Ở đây thầy đưa về bình phương nha. Bình phương thì đưa về bình phương như sau, đặt 56 ra ngoài. Đặt 56 ra căn 56. Còn lại là T bình trừ 1 phần 2 T. Vậy em phải cộng bao nhiêu? Như vậy là 2 nhân 1 phần 4. Em phải cộng với 1 phần 4 bình là bằng 1 phần 16. 1 phần 16. Vậy còn lại là 56 nhân chia cho 16. Vậy em phải trừ đi 7 bằng 2. Trừ 7 bằng 2 cộng với 33 thì lại là còn lại là 59 phần 2. Rồi, như vậy cái thằng này nó chính là bằng căn bậc 2. Đúng không? 56 T trừ 1 phần 4 tất cả bình cộng với 59 phần 2. Đó. Như vậy thì rõ ràng nó lớn bằng căn 59 phần 2. Đó. Như vậy thì cái giá trị nhỏ nhất của T là bằng căn 59 phần 2. Cái điều đó đạt được khi nào? Khi T bằng 1 phần 4. Như vậy T min bằng căn 59 phần 2. Khi và chỉ khi T bằng 1 phần 4. T bằng 1 phần 4 tức là ta có được cái điểm M, xin lỗi, cái điểm Y có tọa độ là bằng 1 phần 4 thêm vào 3 phần 4 cộng 1 là 7 phần 4 trừ 2 phần 4 là 1 phần 2 3 phần 4. Đây chính là điểm Y cần tìm. Đến đây nếu em nào muốn bấm máy tính cái chỗ này thì thầy bày cho đó là giải phương trình bậc 2, đúng không? Giải phương trình bậc 2 bấm gì? Mod 5. Rồi bấm xuống. Rồi bấm số 1. Thì nhập các hệ số vào đó là gì? 56 bằng. Rồi 28 trừ 28 bằng. Rồi nhập vào tiếp là 33 bằng. Thì nó hiện ra nghiệm là gì? Nó cộng y bỏ đi, x2 bỏ đi. Sau đó nó hiện ra là gì? Minimum x, tức là min của x, rồi min của y. Đó. Thì min của x nó hiện ra là bằng nhiêu đó? 1 phần 4. Còn min của y thì nó hiện ra là bằng 59 phần 2. Đó. Thì giá trị nhỏ nhất của nó đạt được khi x bằng 1 phần 4, tức là khi t bằng 1 phần 4. Đó. Còn giá trị nhỏ nhất nó bằng 59 phần 2. Giá trị nhỏ nhất của cái trong căn này nha. Rồi chúng ta đã xong bài số 4. Tiếp theo qua bài số 5 về bài toán điểm cắt. Chúng ta sang bài số 4 nha em. Đề như sau. Viết phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A 3-1-4, cắt OI, rồi song song với đường thẳng, song song với mặt phẳng B y cộng 2x bằng 0. Thế thì ở đây cái đường thẳng delta nó đi qua điểm A, rồi nó cắt trục OI. Có cái từ cắt mấy em, lại là có từ cắt. Khi mà cái giả thiết mà có cái từ cắt thì em bám vào cái giả thiết đó trước. Tại vì cái hình minh họa đây này, đây là cái đường thẳng delta. Đấy. Đường thẳng delta này cắt OI. OI cũng chỉ là một đường thẳng bình thường thôi mấy em. OI là một đường thẳng bình thường thôi. Rồi, vậy bám vào đó thì sao? Đường thẳng delta này đi qua điểm A này, cắt OI thì mình gọi cái giao điểm đó là điểm B. Đấy. Vậy là điểm B này nằm trên OI thì điểm B sẽ có tọa độ phụ thuộc vào một ẩn thôi. Điểm B nằm trên OI thì điểm B có tọa độ là 0, y 0, đúng không? 0, y 0. Đấy. Vậy khi đó
ta có đường thẳng dê, đường thẳng delta nha. Cắt trục OI thì mình gọi ra điểm ra là B, và điểm B lúc này nằm trên OI, cho nên điểm B có tọa độ là 0 y 0. Tức là ta đã nói là điểm B nó phụ thuộc vào một ẩn thôi. Vậy thì mình chỉ còn một phương trình nữa thôi, là mình tìm được cái ẩn y. Tìm được ẩn y tức là mình tìm được điểm B, tức là mình tìm được vector AB. Từ đó mình viết được phương trình đường thẳng delta. Rồi, thế bây giờ giải thích thứ hai là song song với mặt phẳng B mấy em. Đường thẳng delta song song với mặt phẳng B. Đây, song song với mặt phẳng B. Đó, song song với mặt phẳng B. Thì khi mà nó song song với mặt phẳng B thì sao? Vector chỉ phương của đường thẳng delta, tức là vector AB, vuông góc với vector pháp tuyến của mặt phẳng B, vuông góc. Vậy đó chính là cái phương trình thứ hai. Từ đó mình suy ra được y, đúng không? Đấy. NB. Thực ra thì bài toán này nó chưa phải là bài toán tổng quát. Bài toán tổng quát là cái đường thẳng OI mình thay bằng một cái đường thẳng D nào đó tùy ý. Tức là viết phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A, cắt đường thẳng D cho trước và song song với lại mặt phẳng B. Đó. Thì khi đó đường thẳng D thì mình chuyển nó về phương trình tham số, mình cũng gọi ra điểm. Điểm B lúc đó phụ thuộc vào T. Từ đó mình xác định phương trình ra để tìm ra được T. Được chưa? Đã bắt đầu nha. Bắt đầu giải bài này. Thì gọi điểm B là giao điểm của delta với OI. Như vậy suy ra điểm B có tọa độ là 0 y 0. Bởi vì sao? Bởi vì nó nằm trên OI. Rồi thì đi tính vector AB. Tính vector AB. Vector AB thì lấy B trừ A trừ 3 y cộng 1 4. Thầy đi tính tọa độ của vector pháp tuyến NB. Nó bằng 0, 1, 2. Vì đường thẳng D, xin lỗi, vì đường thẳng delta song song với mặt phẳng B nên ta có NB vuông góc với vector AB. Điều này tương đương với tích vô hướng NB nhân vector AB bằng 0. Hai vector nhân nhau thì lấy hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao. Vậy tương đương với hoành nhân hoành là 0 rồi, tung nhân tung là y cộng 1, cao nhân cao là cộng 8 bằng 0. Vậy thì giải ra được y bằng trừ 9. Như vậy kết luận được rồi. Vậy điểm B có tọa độ là 0 trừ 9 0. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu là viết phương trình đường thẳng delta thì mình chỉ cần điểm và vector chỉ phương, mình không cần biết điểm B cũng được. Vậy thay y vào đây ha. Vậy vector AB sẽ là -3 9 9 cộng -9 cộng 1 = -8 4. Do đó suy ra phương trình tham số của đường thẳng delta là x bằng y bằng z bằng, lấy điểm A ha, 3 - 3t - 1 - 8t - 4 + 4t. Đây chính là kết quả của bài toán. Được chưa? Đó là xong bài số 4. Xem bài số 5, chúng ta sẽ đi tới cái bài mà thay cái đường thẳng D cho cái đường thẳng OI, tức là thay OI bởi đường thẳng D. Ta xem bài số 5 giùm em. Ta xem bài số 5 giùm em. Cho đường thẳng delta x cộng 2 chia 1 bằng y trừ 2 chia 1
bằng viết chi trừ 1 và mặt phẳng B x cộng 2y trừ 3 z cộng 1 bằng 0. Viết phương trình đường thẳng D chứa trong mặt phẳng B sao cho D cắt và vuông góc với đường thẳng delta. Đó. Như vậy là đường thẳng D là cái đường thẳng cần tìm. Mình còn phải đi tìm điểm và mình phải đi tìm vectơ chỉ phương của nó. Đường thẳng D là đường thẳng cần tìm thì ghi ra thế này, thì vẽ ra thế này. Đó. Được chưa? Đường thẳng D này nó sao? Nó chứa trong mặt phẳng B em. Nó chứa trong mặt phẳng B. Rồi sao nữa nè? Nó cắt và nó vuông góc. Nó cắt và nó vuông góc với đường thẳng delta. Vuông góc với delta. Vuông góc không chưa đủ mà nó còn cắt nữa. Như vậy chúng ta bám vào cái từ cắt. Bám vào cái từ cắt. Đúng không? Thế thì cái đường thẳng delta này nó cắt đường thẳng D thì gọi giao điểm đó là B. Giao điểm đó là B. Thế thì cái điểm B này nằm trên đường thẳng delta, tất nhiên mình phải viết delta dưới dạng phương trình tham số. Và do đó điểm B thuộc delta, điểm B này phụ thuộc vào ẩn T. Phụ thuộc vào ẩn T. Rồi, vậy tìm đâu điều kiện nữa để tìm ra T? Tìm đâu ra điều kiện nữa để tìm ra T em? À thì điểm B này làm sao? Điểm B này nó nằm trên đường thẳng D. Mà đường thẳng D thì lại chứa trong mặt phẳng B. Vậy là điểm B này nằm trên mặt phẳng B. Vậy ta có được điểm B thuộc mặt phẳng B, cho nên ta thay vào đây thì mình sẽ được một phương trình theo biến T. Có T rồi thì mình tìm được điểm B. Vậy là còn viết phương trình đường thẳng D thì mình đã tìm được điểm B rồi. Mình thiếu vectơ gì? Mình thiếu vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng, đúng không? Thì bây giờ vectơ chỉ phương của đường thẳng D nó như thế nào đây này? Đây. Đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng D này. Đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B này. Đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng delta này. Đó. Thế thì rõ ràng vectơ chỉ phương của đường thẳng D nó vuông góc với lại vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B. Rồi vectơ chỉ phương của đường thẳng D nó cũng vuông góc với vectơ chỉ phương của đường thẳng delta. Vậy sao? Vectơ chỉ phương của đường thẳng D chính là lấy tích có hướng của hai vectơ, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B và vectơ chỉ phương của đường thẳng delta. Vậy là ổn, đúng không? Rồi, bắt đầu. Chúng ta bám vào cái từ cắt, chúng ta đi tìm cái điểm B chứ. Thầy gọi điểm B nó là giao điểm của đường thẳng D với đường thẳng delta. Thế thì đường thẳng delta này mình viết nó dưới dạng phương trình tham số. Cho ba anh này bằng T, đúng không? Bằng T. Như vậy là x bằng trừ 2 cộng T. Y bằng 2 cộng T. Z bằng trừ T. Vậy suy ra điểm B nó nằm trên delta, cho nên điểm B nó có tọa độ là trừ 2 cộng T. 2 cộng T. Z bằng trừ T, đúng không? Trừ T. Rồi, điểm B thuộc vào đường thẳng D. Mà đường thẳng D thì lại chứa trong mặt phẳng B, cho nên suy ra điểm B thuộc mặt phẳng B. Từ đây chúng ta có được thay cái tọa độ điểm B vào phương trình của mặt phẳng B. Suy ra thay điểm B này vào trừ 2 cộng T cộng 2y tức là cộng 4 cộng 2t. Rồi, trừ 3z là cộng 3t. Chỗ này là trừ nha em. Trừ. Rồi, cộng 4 bằng 0. Như vậy ta tìm được t chưa? Mấy t này? 6t. 6t cộng 6 bằng 0. Vậy t bằng -1. T bằng -1 tức là ta có điểm B có tọa độ là bằng -3, 1, 1. Đấy, điểm B là -3, 1, 1. Rồi, bây giờ đi tìm vectơ chỉ phương.
Như nãy ta đã nói, vector chỉ phương của đường thẳng delta thì đó là vector 1 1 1. À, ta xin lỗi, đây là trừ t đúng không? 1 1 trừ 1. Rồi vector phát tuyến của mặt thẳng b sẽ là bằng 1 2 trừ 3. Vậy vector chỉ phương của đường thẳng d sẽ là bằng tức cơ hướng của hai vector này, u delta nhân cơ hướng với nb. Nói lại là vì cái đường thẳng d nó chứa trong mặt thẳng b và nó vuông góc với đường thẳng delta, nên vector chỉ phương của nó vuông góc với nb, vuông góc với lại u delta. Do đó chúng ta lấy tức cơ hướng của hai vector đó thì nó chính là vector chỉ phương u. Rồi ghi thêm cái cột đầu tiên, 1 1. Tìm hoành độ, chia hoành độ, như vậy là -3 + 2 - 1. Tìm tung độ, chia tung độ, -1 + 3, như vậy là 2. Tìm cao độ, chia cao độ, 2 - 1, vậy là 1. Vậy ta có phương trình đường thẳng d là nó đi qua điểm B này mấy x bằng -b - t, y bằng 1 + 2t, z bằng 1 + t. Vậy đây chính là đáp số của bài toán. Được chưa? Đó xong bài số 5. Tiếp theo là qua bài số 6, cũng là bài toán về điểm cắt. Chúng ta sang đến bài số 5, xin lỗi, bài số 6. Lập phương trình đường thẳng delta. Lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm M song song với mặt thẳng B và cắt đường thẳng D. Đầu tiên thầy vẽ cái hình ra trước ha. Minh họa cái hình ra này. Đây, lập phương trình đường thẳng delta này đi qua điểm M. Vậy là có điểm rồi mấy em. Có điểm rồi. Chỉ còn thiếu cái đường vector chỉ phương nữa thôi. Rồi song song với mặt phẳng B. Song song với mặt phẳng B này. Và cắt đường thẳng D. Cắt đường thẳng D. Cắt đường thẳng D. Đấy. Vậy chúng ta bám vào cái từ cắt trước. Cắt ở đâu chúng ta suy nghĩ ở đó. Vậy thì mình gọi cái giao điểm là điểm B, là giao điểm của đường thẳng D với lại cái đường thẳng delta. Thì điểm B này nằm trên đường thẳng D cho nên tọa độ của nó phụ thuộc vào tham số T. Rồi, về cái chuyện mà mình cắt D là mình sử dụng xong rồi. Bây giờ mình phải thiết lập ra một phương trình để tìm ra T, đúng không? Thì bây giờ mình coi được cái phương trình nào. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là cái điều kiện ở đây nè, nó đi qua M và nó song song với mặt phẳng B. À thì song song đúng không? Thì vector chỉ phương của đường thẳng với lại vector pháp tuyến của mặt phẳng nó phải sao? Vuông góc. Mà vector chỉ phương của đường thẳng thì mình lấy luôn chính là vector gì? Vector NB, vuông góc với lại vector pháp tuyến của mặt phẳng B, đúng không? Vì từ cái phương trình đó, tức là từ cái phương trình MB nhân với NB bằng 0 thì ta sẽ tìm được T. Quay ngược lại, ta sẽ tìm được điểm B. Nhưng mà thầy nói lại ở đây là chúng ta chỉ đi viết trình điện ta thôi. Vậy mình đi tìm luôn cái vector chỉ phương của nó, khỏi suy ra điểm B luôn. Rồi bắt đầu được chưa? Ta gọi điểm B là giao điểm của đường thẳng D với đường thẳng delta. Suy ra điểm B x bằng -2 + 3t, y bằng 7 - t, z bằng 3 + 4t. Tiếp, thế thì tính vector MB là lấy b trừ m, b trừ m, vậy là -1 + 3t, 3 - t, 3 + 4t. Rồi thì vector chỉ phương của vector pháp tuyến của mặt phẳng B là 1 - 3 - 4.
Rồi ta có vector MB vuông góc với lại vector phát tuyến của mặt thẳng B. Vậy tương đương vector MB nhân với NB bằng 0. Từ đây chúng ta có phương trình hoành nhân hoành trừ 1 cộng 3t cộng tung nhân tung trừ 9 cộng 3t cộng cao nhân cao trừ 12 trừ 16t bằng 0. Ở đây chúng ta tìm ra được t mà. 6 trừ 16 là trừ 10. Trừ 10 trừ 9 trừ 10 trừ 10 trừ 12 là trừ 22. Trừ 22 trừ 10t bằng 0. Vậy t bằng 11 phần 5 trừ 11 phần 5. Đúng không? Đúng chưa các em? Kiểm tra lại giùm thầy nha. Với t bằng trừ 11 phần 5 thì ta có được cái vector chỉ phương của cái mặt của cái đường thẳng G, đó là có vector chỉ phương U chính là bằng vector MB hả? Trừ 11 phần 5 thay vào đây trừ 33 trừ 5 trừ 38 phần 5. Trừ 11 phần 5 cộng 11 cộng 15. 11 cộng 15 là 36 phần 5. Trừ đây là trừ 44, trừ 44 mà cộng cho 15 là thành là 39 ha. Trừ 39. Đúng không? Trừ 29 nhé. Trừ 29 phần 5. Vậy ta lấy vector chỉ phương, vector chỉ phương U phẩy nó là 38 trừ 36 và 29. Được chưa? Từ đó thì có được phương trình đường thẳng G. Nó đi qua điểm gì? Điểm M đúng không? X bằng Y bằng Z bằng. X bằng trừ 1, 4, 0. Y bằng chỗ này là 38T trừ 36T 29T. Như vậy xong nha em. Xong bài số 6. Đây chính là phương trình đường thẳng G. Chúng ta tiếp theo đến bài số 7. Em coi lại cho kỹ nha. Alo. Chúng ta đến với bài số 7. Viết phương trình đường thẳng delta đi qua điểm O tức là 0,0,0 vuông góc với đường thẳng G. X trừ 1 chia 1 bằng Y trừ 2 chia 2 bằng X trừ 3 chia 2. Và các đường thẳng G1 có phương trình. Được chưa? Như vậy có từ cắt này. Đấy. Chúng ta cũng vẽ minh họa ra, chúng ta để hướng thấy hướng làm. Đây. Đường thẳng delta đi qua điểm O vuông góc với G. Vuông góc với dê thì không nhất thiết là nó phải cắt dê đâu nha. Vuông góc với dê. Nhưng mà nó cắt dê một. Nó cắt dê một. Thì nó cắt dê một thì nó gọi ngay cái giao điểm đó là điểm B. Hả? Gọi điểm B là giao điểm của dê với dê một với delta. Được chưa các em? Như vậy ta có gì? Điểm B nằm trên dê một. Cho nên điểm B sẽ phụ thuộc vào T. Đúng không? Rồi. Sử dụng điều kiện nữa để tìm ra T. Thì đó chính là điều kiện vuông góc chứ nữa. Đường thẳng delta vuông góc với đường thẳng G. Thì vector chỉ phương của delta vuông góc với vector chỉ phương của G. Ở đây vector chỉ phương của delta thầy chọn đó chính là điểm vector OB luôn.
vuông góc với Victor Chí Phương của Dê, thì mình đi tìm Victor Chí Phương của Dê thôi. Hai anh đó nhân nhau bằng không, từ đó mình suy ra được T. Có T rồi thì mình suy ra được điểm B, được nha. Vì nó giải nha. Gọi điểm B là giao điểm của delta với dê một. Suy ra điểm B như sau: x bằng trừ một cộng hai t, y bằng hai trừ ba t, z bằng trừ ba cộng sáu t. Đó chính là tọa độ điểm B. Tiếp theo thì gọi, thì tính vector OB là lấy B trừ O thì chính là điểm B luôn. Rồi vector chỉ phương của dê nó là 1 2 2 2. Ta có vì đường thẳng dê một, xin lỗi, đường thẳng dê vuông góc với lại đường thẳng delta, nên vector OB vuông góc với vector OG. Điều này tương đương với tích vô hướng của vector OB nhân với vector OG bằng không. Được chưa? Như vậy ta có hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao bằng không. Hoành nhân hoành trừ một cộng hai t cộng tung nhân tung 4 trừ 6 t cộng cao nhân cao trừ 6 cộng 12 t bằng không. Vậy từ đây thầy tìm được điểm t, giá trị t chứ, trừ 6 trừ 7 trừ 3, 12 trừ 6 còn lại 6, 6 với 2 là 8, 8 t bằng không. Vậy từ đây suy ra được t bằng 3 bằng 8. Như vậy ta đi suy ra vector chỉ phương luôn. Suy ra vector chỉ phương của dê của delta chính là vector OB. Rồi thay t vào đây. 3 phần 8 nhân 2, 6 phần 8. Tức là 3 phần 4 trừ 1 là trừ 1 phần 4. Trừ 9 phần 8 trừ 9 phần 8 cộng với 2 là 16, 16 trừ 9 là 7 phần 8. 3, 18, 18 chia 8 là 9 phần 4. 9 phần 4 trừ đi 3, trừ 12 cộng 9, trừ 3 phần 4. Như vậy vector này cùng phương với vector U phẩy có tọa độ là nhân với trừ 2 ha. 2 nhân với trừ 8 chứ. Trừ 8, 2, trừ 7, trừ 8, 6. Như vậy đường thẳng delta đi qua điểm O và có vector chỉ phương là U phẩy thì phương trình tham số của delta là x bằng 0 cộng 2t, y bằng 0 trừ 7t, z bằng 0 cộng 6t. Đây chính là kết quả bài toán. Được chưa em? Sửa bài 7 vào nha. Các em xem tiếp bài số 8. Chúng ta đến bài số 8. Viết phương trình đường thẳng delta đi qua điểm M 0, 1, trừ 1 và cắt và vuông góc với dê, có phương trình tham số. Như vậy có từ cắt ha, có từ cắt. Ta cũng vẽ mình hình minh họa ra này. Đây là đường thẳng delta này, đi qua điểm M này. Đó, cắt và vuông góc với đường thẳng dê. Được chưa? Vậy là mình gọi ngay cái giao điểm là điểm B. Cắt là mình bám vào đó liền. Đấy. Điểm B nằm trên đường thẳng dê thì tọa độ điểm B phụ thuộc vào ống T. Vậy ta có delta và dê vuông góc với nhau, cho nên vector MB và vector chỉ phương của dê là hai vector vuông góc nhân nao nhau bằng không. Từ đó mình tìm ra được T. Có T rồi thì quay lại mình tìm được vector MB. Ở đây lưu ý cái bài toán này nó còn giống như bài toán cái gì?
đi tìm hình chiếu của điểm M lên cái đường thẳng D, thì cái điểm B chính là cái điểm hình chiếu, đúng không? Bắt đầu ta gọi B là giao điểm của delta với D. Vậy suy ra tọa độ điểm B như sau: x nó bằng 1 trừ 4t, y nó bằng t, z nó bằng trừ 1 cộng 4t. Rồi ta tính vector chỉ phương của delta chính là vector MB, thì lấy B trừ M, lấy B trừ M, 1 trừ 4t, t trừ 1, 4t. Rồi vector chỉ phương của D đây, trừ 4, 1, trừ 1, 4. Vì delta vuông góc với D nên vector chỉ phương của D vuông góc với vector MB, tương đương với tích có hướng, xin lỗi, tích vô hướng UD với MB bằng 0. Từ đó ta ra được cái phương trình theo T như sau: trừ 4 cộng 16T cộng T trừ 1 cộng 16T bằng 0. Từ đây thầy giải ra được T. Như vậy là 32, 33T trừ 5 bằng 0. Như vậy T bằng 5/13, 5/33. Thay vào thầy tìm được tọa độ điểm B. À không, mình vào thẳng luôn vector chỉ phương luôn, đó là vector MB. 5/33 trừ 20/33, 13/33. 5/33 trừ đi 1, 5 trừ 1 là 28, 28/33, 20/33. Thì rõ ràng vector này cùng phương với vector gì? 13, 28, 2, 20. Xin ra vector chỉ phương của delta là 13, 28 và 20. Như vậy phương trình đường thẳng delta là đi qua điểm M 0, 1, 1, 0 cộng 13T, 1 cộng 28T, trừ 1 cộng 20T. Yeah. Đây chính là phương trình của đường thẳng delta. Ta xong bài số 8 mà. Tiếp theo ta qua bài số 9. Chúng ta tiếp theo đến với bài số 9. Viết phương trình đường thẳng đi qua A, đường thẳng delta đi qua A, cắt OI tại điểm B sao cho OB bằng 2 lần OA. Như vậy cái đường thẳng delta của chúng ta nó đi qua điểm A này. Rồi cắt, đúng không? Cắt OI. Cắt OI thì mình gọi giao điểm đó là người ta cho là B luôn rồi. Cắt OI. Đúng chưa? Tại điểm B sao cho độ dài OB bằng 2 lần OA. À, OB bằng 2 lần OA. Như vậy thì điểm B nó nằm trên OI, cho nên điểm B có tọa độ là 0 y 0. Đúng không? Rồi sử dụng công thức tính độ dài đoạn thẳng, ta thay vào cái phương trình là mình sẽ tìm ra được tọa độ điểm điểm B. Có được điểm B rồi, tức là có được vector AB rồi, đúng không? Vậy bắt đầu nha. Ta gọi, ta có điểm B thuộc OI. Suy ra tọa độ điểm B là 0 y 0. Ta tính
Victor B cũng là không y không. Victor A là trừ 221. Độ dài OB bằng 2 lần OA bình phương lên. Như vậy là tương đương OB bình bằng 4 lần OA bình. OB bình thì khỏi phải ghi dấu căn, tổng bình phương thôi. Như vậy là Y bình bằng 4 lần OA bình, khỏi ghi dấu căn, bình 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 là 9, 4 nhân 9. Vậy là bằng 36. Như vậy Y bằng cộng trừ 6. Như vậy thầy xin ra được điểm B như sau, có hai điểm B. Điểm B 1 đó là 060. Với trường hợp này ta đi tính vector chỉ phương của đường thẳng delta chính là vector AB. AB1 là lấy B1 trừ đi A. Như vậy là 2, 4, trừ 1. Từ đó ta suy ra được phương trình đường thẳng delta trong trường hợp thứ nhất là delta 1. Lấy điểm B1 hay là lấy điểm A gì cũng được nha em. Lấy điểm B1 đi. 0 cộng 2T, 6 cộng 4T, 0 trừ T. Đó là phương trình delta trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, điểm B có tọa độ là 0 trừ 6, 0. Ta có vector chỉ phương AB2 là lấy B2 trừ đi điểm A. Vậy là 2 trừ 8, 1 trừ 1. Vậy thì có được phương trình delta 2. Không xấu không giống cái này, 2 trừ 8 trừ 1. Rồi, vậy ta có được phương trình của delta 1 và delta 2 không em? Được chưa? Tiếp theo sang bài số 10. Tiếp theo chúng ta đến với bài số 10. Viết phương trình đường thẳng delta đi qua điểm B có tọa độ 1, 2, 1, 1, 2. Cắt đường thẳng D tại các đường thẳng D có phương trình tham số này, tại điểm C sao cho diện tích tam giác OBC bằng căn 83/2. Như vậy nó có từ cắt hả? Có từ cắt. Vẫn là viết phương trình đường thẳng thôi. Đường thẳng delta này đi qua điểm B, rồi cắt đường thẳng D tại điểm C sao cho diện tích tam giác OBC bằng căn 83/2. Ở đây chúng ta ôn lại một chút về công thức tính diện tích tam giác. Diện tích tam giác OBC là 1/2 độ dài tích có hướng OB nhân OC. Độ dài tích có hướng OB nhân OC, đúng không? Như vậy thì cái điểm C đó nó nằm trên cái đường thẳng D, thì mình sẽ tham số hóa nó theo ẩn T, đúng không? Bám vào cái từ cắt. Đấy. Rồi, dùng cái phương trình này để thiết lập ra một phương trình theo T và giải ra tìm T, vậy thôi. Có T rồi thì mình sẽ quay lại mình tìm được điểm C và tìm được vector chỉ phương là vector BC. Từ đó viết ra được phương trình đường thẳng delta. Bắt đầu. Ta có điểm C nó thuộc vào đường thẳng D. Suy ra điểm C có tọa độ là 2 cộng T
3 trừ 2 T trừ 1 cộng T. Đúng không em? Rồi chúng ta tính cái tờ OB là lấy tọa độ điểm B 1, 1, 2. Tính cái tờ OC cũng chính là tọa độ điểm C, cũng chính là tọa độ điểm C 2 cộng T 3 trừ 2 T trừ 1 cộng T. Từ đây chúng ta suy ra được cái tích cỡ hướng OB nhân OC. Ghi thêm cái cột đầu tiên 1, 2 cộng T. Tìm hành độ, chia hành độ 1 nhân đây là trừ 1 cộng T, trừ đây nhân đây như là trừ 6 cộng 4T. Vậy là 5T trừ 7. Tiếp, tung độ, chia tung độ 2 nhân đây 4 cộng 2T, trừ đây nhân đây, vậy là cộng 1 trừ T. Vậy là 5 cộng T. Cao độ chia cao độ 3 trừ 2T trừ 2 trừ T 1 trừ 3T. Được chưa các anh? Như vậy diện tích thì bằng 1 phần 2 độ dài tích cỡ hướng diện tích tam giác OBC. Diện tích tam giác OBC thì sử dụng công thức này luôn nha. Bằng 1 phần 2 độ dài tích cỡ hướng, tức là 1 phần 2 độ dài là căn bậc 2 tổng bình phương 5T trừ 7 bình 5 cộng T bình 1 cộng 3T bình, xin lỗi, 1 trừ 3T bình. Và theo đề cho thì cái độ dài này bằng căn 83 phần 2. Rồi chúng ta đơn giản hai vế cho hai bình phương hai vế lên, khai triển ra ta sẽ được một phương trình bậc 2 theo ẩn T. Khai triển ra nha, 25T bình trừ 70T cộng 49, tiếp cộng 25 cộng 10T cộng T bình, tiếp 1 trừ 6T cộng 9T bình bằng 83. 25T bình, 26T bình, 29T bình. Trừ 70 trừ cộng 10 là trừ 60, trừ 66T. 49 với 25 là 74, 74 với 1 là 75. 75 chuyển vế qua 83, 75 là trừ 8. Đúng không? 83 với 75, 8 với là 7 đi, 75 là 83, đúng rồi. Như vậy ta có được cái phương trình đó. Bấm ra nghiệm lẻ, nghiệm lẻ là phải coi lại. Hai mươi chín trừ 66 trừ 8. Oh no, lẻ quá lẻ luôn. Rồi để ta kiểm tra lại mới đó. Rồi thì phát hiện ra rồi, đây nó bị cộng nhầm chỗ này phải không? 25 với lại 10 là 35, 35 T bình chứ không phải là 29. Như vậy có hai nghiệm là gì? Có hai nghiệm là gì mà? À, có hai nghiệm là 2 với lại gì? Trừ 45 phần 3. Ồ. 2 với lại trừ 4 phần 35. Rồi bây giờ mình cần tìm gì?
mình cần tìm đường thẳng delta thì có điểm B rồi, mình phải suy ra điểm C để suy ra được vectơ chỉ phương. Rồi với t bằng 2 suy ra được điểm C như sau, thay vào C1 đi. 4 trừ 1 1, từ đó suy ra vectơ chỉ phương BC1 là lấy C trừ đi B, vậy là 3 trừ 2 trừ 1. Từ đó ta viết được phương trình tham số của đường thẳng delta thì gọi đó là delta 1. X bằng 1 cộng 3T, Y bằng 1 trừ 2T, Z bằng 2 trừ T. Trường hợp thứ 2, với T bằng trừ 4 bằng 35, chúng ta làm tương tự như vậy. Suy ra điểm C2 suy ra điểm C2 là trừ 4 phần 35, thay vào trừ 4 phần 35, 70, 70 trừ 4, 66, 66 phần 35, rồi cộng 8 phần 35, 105 cộng 8, một trăm mười ba phần ba mươi lăm, một trăm mười ba đúng rồi phần ba mươi lăm, rồi trừ một cộng t là trừ 39 phần ba mươi lăm. Vậy từ đó suy ra được vectơ chỉ phương BC2, lấy C2 trừ đi B trừ đi một, 66 phần 35 trừ 1, 31 phần 35. Một trăm ba mươi lăm, 3 trừ 2 nhân 135, 133, 113 phần 35. Tức là điểm này, điểm C2 là lấy C2 trừ B chứ đúng không? Thầy xin lỗi mấy đứa, C2 trừ B như vậy là 166 phần 35 trừ đi 1 là 31 phần 35 rồi. Này trừ B là 113, 113 phần 35 trừ 1, 78 phần 35. Rồi trừ 39 phần 35 trừ 2, 109 phần 35. Như vậy vector này cùng phương với vector U2, lấy ba cái số ở trên thôi, bỏ cái mẫu đi, 31, 78 trừ 109. Như vậy phương trình đường thẳng delta 2 là X bằng Y bằng Z bằng, lấy điểm B đi, 1, 1, 2 cộng 31T, chỗ này là cộng 78T, đây là trừ 109T. Rồi vậy ta đã viết được phương trình delta 1 và delta 2. Các em cứ kiểm tra lại nha. Nếu mà thầy có sai, tính toán sai thì mấy em cứ comment vào dưới để thầy kiểm tra lại nha. Bài này chúng ta chủ yếu là tính toán nhiều thôi. Tiếp theo chúng ta xem bài số 11. Chúng ta xem bài số 11.
đề như sau: lập phương trình đường thẳng delta nằm trong mặt phẳng alpha và cắt cả hai đường thẳng d phẩy có phương trình tham số. Như vậy cái đường thẳng delta của mình đây, thầy vẽ cái hình minh họa ra này, nó nằm trong mặt phẳng alpha đây. Đây, và nó cắt hai cái đường d và d phẩy đây, d cắt d phẩy đây. Như vậy có từ cắt thì mình gọi ngay cái giao điểm, một giao điểm là A, một giao điểm là B, được chưa các em? Như vậy thì ở đây gọi A là giao điểm của D với delta. Điểm A nằm trên D thì tọa độ điểm A mình bị tham số hóa đó phụ thuộc vào ẩn A nhỏ. Làm sao để tìm A nhỏ? Điểm A nằm trên delta, delta thì lại chứa trong alpha, vậy điểm A cũng sao? Chứa trong alpha. Thay cái tọa độ điểm A vào phương trình của alpha, ta sẽ được tìm được A nhỏ. Có A nhỏ rồi, mình tìm được điểm A. Điểm B chúng ta làm tương tự. Được chưa? Rồi bắt đầu nha. Thì gọi điểm A là giao điểm của D với delta. Suy ra điểm A có thành phần như sau: x bằng trừ 5 trừ 3A, y bằng 1 cộng A, z bằng trừ 8 trừ 2A. Điểm A thuộc D, xin lỗi, điểm A thuộc delta, mà delta thì lại chứa trong alpha, do đó điểm A thuộc alpha. Thay vào, thay tọa độ điểm A vào, vào đây. Như vậy là 3 nhân trừ 5 trừ 3A trừ 4 nhân 1 cộng A cộng z là trừ 8 trừ 2A trừ 3 bằng 0. Như vậy ta tìm ra được A nhỏ. Rút gọn đi coi nè. Trừ 9 trừ 4 trừ 13 trừ 15A trừ 15 trừ 19 trừ 11 là trừ 30 bằng 0. Như vậy ra A nhỏ bằng trừ 2. A nhỏ bằng trừ 2 thì suy ra được điểm A: trừ 5 cộng 6 là 1, trừ 1, trừ 4. Đây chính là tọa độ điểm A. Tương tự như vậy, ta gọi điểm B là giao điểm của đường thẳng delta với d phẩy. Gọi B là giao điểm của d phẩy với delta. Suy ra tọa độ điểm B như sau: x bằng trừ 1 cộng B, y bằng trừ 4 cộng 2B, z bằng trừ 1 trừ 4B. Em muốn lấy là giá trị là B hoặc là giá trị là T phẩy gì đó cũng được, không sao nha. Rồi tương tự như vậy là điểm B thuộc vào delta, mà delta thì lại chứa trong alpha, cho nên ta có điểm B thuộc mặt phẳng alpha. Thay vào, thay cái tọa độ điểm B vào đây: 3 nhân trừ 1 cộng B trừ 4 nhân trừ 4 cộng 2B cộng z trừ 1 trừ 4B trừ 3 bằng 0. Vậy ra phương trình theo B: 3 trừ 8 là trừ 5, trừ 4 nữa là trừ 9B, trừ 3 cộng 8 là bằng 5, 5 trừ 4 là bằng 1.
trừ 3, xin lỗi 16, nhầm, trừ 3, trừ 3, trừ 6, trừ 7, 16 trừ 7 là bằng cộng 9, vậy B bằng, 1, B bằng 1, có điểm B như sau, điểm B thay vào đây, 0, trừ 2, trừ 5, vậy đây chính là tọa độ điểm B. Như vậy có điểm A, có điểm B thì tính được vectơ AB. Lấy B trừ A em, trừ 1, trừ 1, trừ 1 thì nó cùng phương với vectơ 1, 1, 1. Từ đó thầy suy ra được phương trình đường thẳng delta như sau. Nó đi qua điểm A, 1, trừ 1, trừ 4. Có vectơ chỉ phương là 1, 1, 1. Như vậy là cộng T, cộng T, cộng T. Xong. Đây chính là phương trình đường thẳng delta em. Đây. Được chưa? Vectơ chỉ phương đây là 1, 1, 1 em. 1, 1, 1. Rồi các em sửa vào, chúng ta đến với bài số 12. Chúng ta đến với bài số 12. Viết phương trình đường thẳng delta. Viết phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A, 1, trừ 1, 1. Đồng thời cắt cả hai cái đường thẳng D và D phẩy. Cắt cả hai đường thẳng D và D phẩy. Vậy nó có từ cắt là mình gọi ngay cái gì? Giao điểm, đúng không? Gọi điểm B là giao điểm của đường thẳng D với đường thẳng delta. Điểm B nằm trên đường thẳng D thì tọa độ điểm B phụ thuộc vào ẩn, ẩn B. Nhưng mà không giống như bài 11 là chúng ta có cái phương trình mặt phẳng chúng ta thay vào. Bài này nó không có. Tiếp tục. Gọi điểm C là giao điểm của đường thẳng. Bởi vì cái đường thẳng delta này nó cắt nó hai đường mà. Gọi điểm C là giao điểm của đường thẳng D phẩy với đường thẳng delta. Vậy thì tọa độ điểm C cũng phụ thuộc vào một ẩn, ẩn C. Điểm C nằm trên D phẩy cho nên tọa độ nó phụ thuộc vào ẩn C. Bây giờ vậy làm sao mình tìm ra được C và B? Chúng ta chỉ còn một điều kiện, đó là đường thẳng delta đi qua điểm A. Nghĩa là delta đi qua ba điểm A, B, C. Nghĩa là vectơ ba cái vectơ AB và vectơ AC là hai vectơ cùng phương. Hai vectơ cùng phương chúng ta có nhiều cách dùng. Chúng ta có thể dùng là hoành chia hoành bằng tung chia tung bằng cao chia cao. Chúng ta có thể dùng là tích có hướng bằng vectơ không. Và chúng ta có thể dùng là vectơ này gấp k lần vectơ kia. Nhưng ở đây thầy không nên, thầy khuyên mấy em không nên dùng hoành chia hoành bằng tung chia tung bằng cao chia cao. Lý do là có thể là cái mẫu nó bằng không. Ở đây mình phải khôn khéo mình tính vectơ AB và AC chứ đừng có tính vectơ BA với lại BC. Bởi vì cái điểm B chưa biết, điểm C cũng chưa biết. Mình tính vectơ BC nó sẽ rối. Cho nên nó khôn nhất là tính vectơ AB và vectơ AC. Dùng điều kiện cùng phương đó là vectơ AB bằng K lần vectơ AC. Lúc đó mình sẽ có một cái hệ ba ẩn. Ba ẩn đó mình bấm máy tính được.
Vậy bắt đầu nha. Ta có, ta gọi điểm B là giao điểm của đường thẳng delta với đường thẳng G. Suy ra điểm B như sau. Hoành độ 1 cộng 2B, tung độ B, cao độ 3 trừ B. Tiếp tục gọi điểm C là giao điểm của delta với G phẩy về tọa độ C như sau. Hoành độ C, tung độ trừ 1 trừ 2C, cao độ 2 cộng C. Thầy đi tính vectơ AB và vectơ AC. Vectơ AB bằng lấy B trừ A, 2B, B trừ 1, B cộng 1, 2 trừ B. Tính vectơ AC, C trừ 1, trừ 2C, 1 cộng C. Rồi, ta có ABC thẳng hàng. Vì ABC thẳng hàng nên hai vectơ AB và AC cùng phương. Do đó ta có vectơ AB bằng K lần vectơ AC. Vectơ AB bằng K lần vectơ AC. Từ đó ta có một cái hệ phương trình sau đây. Hai vectơ bằng nhau, hoành bằng hoành, tung bằng tung, cao bằng cao. Hoành bằng hoành là 2 lần B bằng K lần C trừ 1. Đó là hoành bằng hoành. Đến tung bằng tung, B cộng 1 bằng trừ 2 lần K nhân C. Cao bằng cao, 2 trừ B bằng K lần 1 cộng C. Ta sẽ thiết lập được một cái hệ gồm 3 ẩm như sau. Mấy em chuyển vé qua 2B trừ KC cộng K bằng 0. Một phương trình chưa? Tiếp, chuyển vé qua B cộng 2KC bằng trừ 1. B mình để lại, trừ B, trừ KC, trừ K. 2 mình chuyển vé qua đây, trừ 2. Em thấy cái này đặc biệt không? Đó là một hệ phương trình gồm 3 ẩn. Một hệ phương trình gồm 3 ẩn. Ba ẩn ở đây là gì? Ba ẩn ở đây nó chính là ẩn B, ẩn KC và ẩn K. Ẩn B, ẩn KC và ẩn K. Vậy thì mình bấm máy tính được đúng không? Rồi, chúng ta nhập hệ giải ra ba ẩn đó. 1 5 2. Như vậy là 2 này trừ 1 này, 1 này, 0 này, 1 này, 2 này, 0 này, trừ 1 này, 1, 2, 0, trừ 1. Rồi, trừ 1 này, trừ 1 này, trừ 1 này, trừ 2 này. Như vậy ra nghiệm như sau. X tức là B nó bằng trừ 3 phần 2. Y tức là KC nó bằng 1 phần 4. Z tức là K
nó bằng 13/4. Rồi, từ đây thầy tìm ra được B bằng trừ 3/2, 13/4, vậy C bằng 1/4 chia 13/4, tức là 1/13. Đó. Và K thì bằng 13/4 rồi, đúng không? K thì bằng 13/4, nhưng mà K khỏi quan tâm, đúng không? Vậy ta có được điểm B và điểm C chưa? Nhưng mà ở đây mình chỉ cần lấy điểm thôi, lấy điểm thôi, bởi vì có điểm A kia hả? Vậy ta lấy điểm B thôi nha. Điểm B. Và không cần nữa, mình thay vào vector AB luôn. Đó chính là vector chỉ phương của đường thẳng dê, của đường thẳng delta, đúng không? Thay vào vector AB luôn. Trừ 3/2 nhân 2 là trừ 3. Trừ 3/2 cộng 1 là trừ 1/2. Trừ 3/2 5. 2 cộng 3/2 7/2. Như vậy thì ta có vector chỉ phương U là nhân trừ 2 đi. Trừ 2 nha. 6 trừ 2 1 trừ 14. Nhân cho trừ 2 đó. Như vậy phương trình đường thẳng delta sẽ là gì? Nó đi qua điểm A mới đúng. Đây là điểm A này. Và có vector chỉ phương là vector AB, chính là vector U này. Như vậy x bằng 1 cộng 6t, y bằng trừ 1 cộng t, z bằng 1 trừ 14t. Đây chính là kết quả bài toán. Đẹp đúng không? Được chưa? Chúng ta đến với bài cuối cùng, bài số 13. Bài số 13 nha các em. Thì vừa qua cho em thấy cái bên kia, nãy giờ thầy mới để ý các bạn. Rồi. Rồi, coi kỹ lại đi, xong rồi mình đến bài số 13. Cái điều đặc biệt của bài này đó là dùng cái vector này bằng K làm vector kia, nhưng mà nó chuyển thành một cái hệ gồm 3 ẩn B, C và KC. B, K, C và K. Chúng ta đến với cái video cuối cùng của cái xin lỗi, cái bài cuối cùng của video ngày hôm nay. Cho điểm A và điểm B, cho hai điểm AB, đường thẳng D có phương trình tham số. Được chưa? Hãy tìm điểm M, ABC thuộc đường thẳng D sao cho MA bình cộng MB bình bằng 28. Biết rằng C âm. Như vậy thì bài toán rõ ràng rồi. Điểm M thuộc đường thẳng thì không còn gì nữa cả. Tham số hóa điểm M liền. Đi tính MA, đi tính MB. Thì nếu mà muốn gọn thì nên tính vector trước. Thay vào cái đẳng thức này, ta sẽ tìm được một phương trình bậc 2 theo ẩn T. Và tìm ra T. Nhớ là C mang dấu âm. Bắt đầu. Ta có điểm M thuộc D. Vậy suy ra tọa độ M có dạng như sau. X nó bằng 1 cộng A. Y 2 cộng A. Z 1 cộng 2A. À không, để chữ T đi ha. Ở đây chữ T mới đâu. X nó bằng 1 cộng T, 2 cộng T, 1 cộng 2T. Thì tính vector MA. Lấy A trừ M mấy không? Lấy A trừ M trừ T
trừ 3 trừ T, 1 trừ 2 T. Thì tính vector MB, lấy B trừ M, trừ 2 trừ T, trừ T, 2 trừ 2 T. Thay vào cái đẳng thức sau, vậy là sao tương đương với MA bình, 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 T bình, 3 cộng T bình, 1 trừ 2 T bình. MB, MB bình, MB bình, 2 cộng T bình, T bình, 2 trừ 2 T bình, đề cho bằng 28. Vậy là ta thiết lập được một phương trình để tìm ra được T. Ta khai triển ra rút gọn đi mấy em. Khai triển ra nha. Vậy là mấy T bình? 1, 1, 4 là 6. 1, 1, 4 là 6 nữa là 12 T bình. 6 T trừ 4 T còn lại 2 T. 2T với 4T nữa là 6T. 6T kia là trừ 8T thì trừ 2T. Tiếp 9, 10, 14, 14, 18 chuyển vế qua là trừ 10 bằng 0. Vậy thì có hai giá trị T, đó là T bằng 1 với T bằng trừ 10 phần 12, tức là bằng trừ 5 phần 6. Rồi thay vào với T bằng 1 thì thay vào điểm M 2 3 3, cái này bị loại bởi vì C nó phải âm. Tiếp thay T vào trừ 5 phần 6 vào M thì được điểm M 2 trừ 5 phần 6 cộng 1, 1 phần 6. 2 trừ 5 phần 6, 7 phần 6. 1 trừ 5 phần 6 nhân 2 là trừ 5 phần 3. 1 trừ 5 phần 3 là trừ 2 phần 3. Cái này nhận này. Nhận. Bởi vì C nó âm. Như vậy, tóm lại, điểm M2, điểm M đi, các tọa độ là 1 phần 6, 7 phần 6. Trừ 2 phần 3. Đó chính là kết quả của bài toán. Nhưng mà chúng ta thấy là bài toán về điểm cắt là một bài toán rất cơ bản, nhưng mà nó lại rất hay ra trong mấy đề thi nha. Khi mà có cái từ cắt là mình biết điểm nằm trên đường thẳng, là nghĩ tới liền. Được chưa? Chúng ta sửa vào nha.